côn trùng thảo mộc do bất khả thương gọi là ông trời có đức hiếu sanh hơn nữa những sanh mạng có linh tri này đều là rất yêu quý mạng sống của bản thân chúng những lúc chúng sắp bị giết mổ thì đều vô cùng sợ hãi cho nên chúng ta có thể ăn chay không ăn thịt chúng sanh đây chính là vô ý bố thí. Đây chính là trưởng dưỡng tâm từ bi của chính mình. Cho nên, công đức giới sát phóng sanh là vô cùng lớn. Vậy, sự giới sát này, chúng ta trong cuộc sống này đều có thể làm được ngay đây. Không ăn thịt chúng sanh là giới sát. Trong Phật môn nói, trì giới bất sát là không đảo hại chúng sanh. Ngay cả ý niệm sát hại cũng không có. Vì thì sát giới này sẽ trì được càng viên mãn. Hôm qua, chúng ta cũng nói tới trong rất nhiều chi tiết trong cuộc sống đều có thể thấu hiểu không được sát hại tới sanh bạn bước chân thường nhìn kiến trùng cấm lửa đừng đốt núi rừng và sự giới sát phóng sanh này chúng ta tận tâm tận lực mà làm đều sẽ viên mãn như sự phóng sanh này. Chúng ta đi ra ngoài chợ, nhìn thấy một số sanh bạn. Mấy con cá, mấy con cua, có thể mua về là sẽ bị giết đi mất. Chúng ta coi, thật ra những sanh mạng này đều có cảm thọ, cảm giác. Chúng có thể cảm nhận được sắp sửa đối mặt với cái chết cho nên ví dụ người muốn giết chúng tới gần chúng chúng lập tức sẽ rất hoảng sợ nếu như chúng ta dùng tâm từ bi đối đãi với chúng có thể chúng sẽ cảm nhận được có thể ánh mắt của chúng đang nhìn vào chúng ta đang hy vọng chúng ta có thể cứu chúng giống như con bò khi sắp bị giết có thể nói nhìn thấy người đi đường đều sẽ dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn coi có cứu nó được không cho nên nếu nhìn thấy những tình hình này chúng ta nếu như có khả năng đem chúng mua về lại đem đến bên bờ sông mà phóng xanh tất nhiên việc phóng xanh này cũng phải coi trọng phương pháp tốt Ví dụ, tùy duyên phóng sanh. Nếu như phóng sanh biến thành cố định mỗi tuần lễ, vào thời gian nào đó, vào thời điểm nào đó, có thể sẽ khiến cho những người làm kinh doanh sẽ gì biết trước được là quý vị ngày mai sắp phóng sanh, họ sẽ cố ý đi bắt về một đống sanh mạng. Thì tâm tốt muốn phóng sanh lại thành ra hại sanh mạng bởi vì họ cố ý đi bắt trong quá trình săn bắt đó chắc chắn cũng sẽ sát thương sanh mạng cho nên làm việc tốt còn phải suy nghĩ tới tệ nạn còn phải có trí huệ mới được kể cả những lúc muốn thả những sanh mạng này còn phải quan sát coi chúng có bị thương hay không nếu như chúng bị thương rồi hệ phóng sanh có thể cũng sống không nổi cho nên người xưa họ thả những sinh mạng này Ví dụ nói thả chim Họ quan sát trước coi nó có bị thương không Giúp nó dưỡng thương xong rồi Mới đem nó thả đi Những hành động này của người xưa Đều rất đáng để cho chúng ta noi gương Người tốt phải làm cho tới cùng Không chỉ là đối với người như vậy Đối với sinh mạng cũng như vậy Cho nên sự phóng sanh này giải cứu động vật tất nhiên cứu người cũng là phóng sanh tất nhiên chúng ta bây giờ dùng pháp thiện khuyên người có thể đoạn ác tu thiện sau này họ không đọa vào ba đường ác việc này cũng là phóng sanh đây là cứu đời đời kiếp kiếp của họ cứu huệ mạng của họ Tất nhiên chúng ta muốn cứu người khác Trước hết phải cứu ai? Phải cứu chính mình Cũng phải phóng sanh chính mình Phóng sanh tới chỗ nào? Phóng sanh tới nước Phật thanh tịnh Vô lượng quang, vô lượng thọ Đây là phóng sanh thiệt để rồi Đừng có ở trong lục đạo luân hồi nữa Sanh tử, đau khổ đều xuất ly không được lục đạo luân hồi. Muốn phóng sanh cho chính mình, trước hết phải tịch diệt tham sân si, xuyên tu giới định huệ. Cho nên người có chí hướng, một đời này nhất định phải nhảy ra khỏi hầm lửa đỏ lục đạo này là một người thanh lương tự tại. Làm thế nào? Trước hết phải luyện sự tu dưỡng của mình. Tâm tham đọa nhà quỷ, sân hận đọa địa ngục, ngu si đọa cõi xúc sanh. Chúng ta nói địa ngục rất đáng sợ, trước hết không thể nóng giận. Cho nên làm sao phóng sanh chính mình? Trước tiên, bất kỳ tình huống nào cũng không được nóng giận. Thời xưa, hai vị Bồ Tát Phổ Hiền Văn Thù đã từng thị hiện vô trong nhà bếp nấu cơm. Hàng Sơn thập tắc. Nói cho mọi người nghe, không phải hồi xưa mới có, mà bây giờ cũng có, có thể ở xung quanh chúng ta những đồng nhân chúng ta thấy ít đội trội nhất đều là phật bồ tát tới biểu diễn đó mọi người phải chú ý không cung kính với bồ tát quả báo nằm ở đâu điều này không phải chuyện đùa hồi đó hàng sơn thập đắc ở đó nấu cơm ai mà coi thường họ cho nên những thị hiện của phật bồ tát đều là đối trị tập khí nghiêm trọng nhất của chúng ta ngạo mạn khinh mạng dưới người phải nên lễ kính chư phật mới được hàng sơn này hỏi thập đắc người trong thế gian vị bán khi dễ nhục bạ cười chê khinh khi chà đạp ghen ghét, lừa gạt ta. Phải xử trị cách nào, làm sao đối mặt? Thập Đắc nói, chỉ cần nhẫn họ, nhường họ, tùy họ, tránh họ, nhịn họ, kính họ, đừng để ý tới họ. Rồi đợi vài năm, hãy nhìn lại họ, may mà cũng đọc ra được cho nên những lúc đọc ra thì đừng căng thẳng phật bồ tát gia trì chúng ta có thể tu dưỡng như vậy mới có thể nhảy khỏi lục đạo luân hồi không có ai có thể khiến chúng ta nóng giận nữa tất nhiên lúc này có nói đừng để ý họ là nói hễ họ thấy quý vị họ liền nóng giận gây phiền phức cho quý vị họ không vui vẻ thì quý vị hãy tránh ra đừng có gặp họ đừng có để cho họ không vui là sự từ bi như vậy chứ không phải nói tôi cứ mặc kệ anh tâm thái này của quý vị cũng không đúng quý vị phát ra sóng điện đó quý vị càng mặc kệ họ họ càng gây phiền phức cho quý vị bởi vì thái độ không đúng đó của quý vị đã khiến cho cái nghiệp lực cùng với họ từ vô thủy kiếp tới nay cũng bị khơi gợi dậy. Sau khi Hàng Sơn nghe xong, sau đó lại hỏi, vậy còn có phương pháp gì nữa không? Thập Đắc nói, tôi đã từng nghe Bồ Tát Di Lặc này có một bài kệ. Trong đó có một đoạn mà mọi người quen thuộc nhất. Nhổ nước bọt vô mặt, để nó tự khô đi. Ta cũng đỡ tốn sức, họ cũng không phiền não. Lời giáo huấn này đối với chúng ta tu đạo nhắc nhở đều vô cùng lớn. Tại sao? Một niệm sân tâm khởi, lửa thiêu rừng công đức, không còn công đức nữa, làm sao nhảy khỏi lục đạo luân hồi? Chúng ta ngày nay nói phóng sanh, nhất định phải phóng sanh cho chính mình. Đừng làm nô lệ của dục vọng của tập khí nữa. Hôm nay là thứ năm. Chúng ta cố gắng tu sự không nóng giận này. Tu một tuần lễ, coi thử có gìn giữ được không? Thứ năm tuần sau, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Thực sự, một tuần lễ không nổi nóng rồi. Chúc mừng, chúc mừng, coi thử đã dùng diệu pháp gì. Mọi người cùng nhau trao đổi một chút. Thật ra mà nói, không có thời gian nóng giận. Tại sao? Đạo nghiệp của mình còn kém rất là xa. Chúng sanh là vô cùng nguy nan. Chúng ta đâu còn có thời gian để mà nóng giận chứ.